Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con trâu nha các bạn. Ba con trâu đực nha các bạn. Đây là con đầu tiên nè các bạn. Con này cao 1m15 trâu các bạn. Đó, sừng chưa chỉ tay các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện. Cao 1m15 trâu, con này chủ báo giá là 17.500.000 các bạn, 17.500.000. Chân móng hoàn thiện các bạn. Đó, sườn lớn sườn nha các bạn. Lớn sườn nha, 17.500.000 các bạn. Đó. Trâu này nằm ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn. Đó, cao 1m15 trâu các bạn, giá 17.500.000 các bạn, giá 17.500.000. Dần chân móng là hoàn thiện hết các bạn. Cao 1m15 trâu giá 17.500.000 các bạn. Đó. Chân móng là hoàn thiện hết. Cặp kế tiếp này các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 37.500.000 các bạn. Con này 1m2 ló các bạn. Cao 1m2 ló. Chân móng hoàn thiện hết. Đó. Cụm chân cụm xương lớn nè các bạn. Đó. Anh em nào có nhu cầu mà dỗ béo trâu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 37.500.000 các bạn. 37.500.000. Con này là con đầu tiên, cao 1m2 ló nè các bạn. Trâu này có đòn dốc, có xương nha các bạn, có đòn dốc. Xương lớn. Cao 1m2 ló các bạn. Đây, con này thì khiếu 1m2 các bạn. Khiếu 1m2. Con này thì đầy đà hơn các bạn, khiếu 1m2 mà đầy đà. Cao khiếu 1m2 mà đầy đà các bạn. Cặp này chủ báo giá là 37.500.000 các bạn. 37.500.000. Đít này các bạn ha. Chân móng nó là hoàn thiện hết. Cặp trâu này con nào cũng có đòn các bạn. Chân móng nè. Cùm chân xương lớn nè các bạn ha. Cùm chân xương lớn. Giá là 37.500.000 các bạn. 37.500.000. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Trâu này thì nằm ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Cặp trâu này đồng khích luôn các bạn, đồng nhau các bạn. Cặp trâu này nó đồng nhau, giá 37.500.000 các bạn. Anh em nào có nhu cầu dỗ béo trâu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu luôn các bạn. Số điện thoại chủ trâu mình comment dưới màn hình video các bạn. Giá là 37.500.000 các bạn, 37.500.000. Còn con lẻ thì chủ báo giá là 17.500.000 các bạn. Con lẻ cao 1m15 trâu. 17.500.000. Ba con trâu này các bạn ha. Có cặp trâu này đồng nha các bạn. Con 1m2 ló. Con 1m2 ló. Con 1m2 các bạn. Con hiếu 1m2. Giá là 37.500.000 các bạn. Chân móng đó là hoàn thiện hết toàn diện các bạn. Con nào cũng chân móng hoàn diện. Toàn diện hết các bạn. Giá là 37.500.000 các bạn. Con lẻ thì 17.500.000. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là cặp trâu 1m2 chủ báo giá là 37.500.000 các bạn. Một con trâu lẻ 1m15 chủ báo giá là 17.500.000 các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.